Bán được nhiều mai chưa anh? Chưa bán được. Nhưng mà dưa đồ như đồ năm nay có giá hơn năm ngoái không? Cây giá như này. Cây như này khoảng bao tiền? Đây như trên này. Trên khoảng 1 triệu. Trên này mà đắt nhất là cũng khoảng 1 triệu thôi đúng không? Mua được. Chỉ mai. Cả chậu luôn. Cả chậu. Đấy. Mai già luôn. Hay quá. Để này hơi tối. Đúng rồi, đang định về đây à? Về thôi. Mưa gió quá nhỉ? Tết nhất mưa gió quá. Vâng, bác cứ lên đường thôi. Em quay tí. Đấy, cái không khí. Cái loại mà bụi bụi này thì rẻ hơn đúng không? Rẻ hơn. Đấy, hôm nay răm riếc hay này. Nụ riếc rất hay. Đấy, bây giờ mới ra được. Mưa thì mới ra được. Vâng. Lại lên đường thôi. Tí nữa ra đằng kia không có cái gì đâu. Xin phép cho nghệ nhân lên tí. À, bác Hiển đang có đôi du hay quá. Đôi du to. Đây này, khung cảnh chợ Tết. Chợ Vạn Phúc này các bác. Chợ Tết thì một số bác bán bonsai bác vẫn nán lại đến tận chiều. Chiều tiền ấy. Phiên chợ ấy, chứ ngày nào thì cũng bây giờ là cũng có bán quất đào này kia, quất bưởi nhá. Mấy hôm nữa sẽ lên rất là nhiều và hoa lan nó biết, nhất chi mai rất là nhiều. Đây, một cái dạt như đợt trước, như năm ngoái thôi. Rất là nhiều lan biết này. Đấy, cái này thì tôi không quan tâm lắm. Đấy, trở lại bác Tiền đi nha. Bao tiền một con đây anh? Hay là bán theo đôi đây? 5 triệu con. Du già. Này chơi đôi thì giống nhau hay. Đấy, thử tiếp. Răm riếc dày. Du. Bấm này Tết nó vẫn nhú kịp, vẫn đỏ đỏ kịp, nhưng tất nhiên nó chưa bung mạnh lắm. Đôi du. Con bên kia có vẻ hoành tráng hơn đấy nhỉ? Đấy, dằm riết. Du già. Ui, mà ngày xưa muốn bằng cái dây ý bây giờ. Nhỉ. Dây kia đỡ dây. Dây là dây thép chứ không phải là dây ấy rồi. Đấy, ông này đẹp hơn này. Du này khi mà làm thành dằm riết thì nhìn thích lắm. Như cây mùa đông đó. Thì mình không hợp gu rồi. Không hợp gu rồi. Còn quay thì chắc chắn có nhiều người thích thôi. Đấy. Tổng thể khác không? Đó, đang làm. Đang tỉa răm. Mình để đón cái lộc. Không để cái kia lem nhem khó bán. Khó bán. Cao độ 1m6 nha. 1m6. 1m6 trên gốc bằng bắp chân. Trên đệ hiện đây. 5 triệu. Độ. Chân đệ cũng có. Bên kia thì hơi rối hơn tí. Bên kia có con tử. Đấy. Nhặt đi nó mới sạch, nhìn nó mới thích. Này lên chậu trước lại ngon đấy. Chậu trước đàng hoàng ngon đấy. Nhìn nó sáng sủa. Cây bên kia thì tổng thể nó ok hơn. Để cả dáng dấp cho đến chân bệ cho đến tay cảnh. Đấy. Đôi du. Yeah.
Dù nhặt thì sướng lắm, vặt cứ đánh tách. Chơi dây thép buộc nhà chẳng chịt. Xem cây này thế nào. Đấy, chi mai gì hết. Hay đấy, cây này gốc cũng to đấy. Gốc cũng to đấy. Chi mai này chơi tao nhã lắm. Nó thay đổi màu theo ánh sáng. Lúc thì màu hồng, lúc màu trắng. Quất hồng. Nụ thì lại hồng. Alo. Cáp VOD thôi anh. Có rồi. Nó thấy bảo về cả rồi. Vâng. Sáng mai làm gì? Kéo ở trong trục kỹ thuật thôi. Với lại vào ra ngoài một ít chỉ trong tòa nhà thôi. Có khoảng 200 mét đấy. Đấy. Vâng. Ô đép con thôi mà, ô đép con thôi mà. Vâng, nhập rồi. Vâng. Sáng mai làm gì? Con nó bảo là ở sẵn ở cái chỗ mà mình để cáp vào đấy ấy. Để em hỏi lại, nhưng mà nó phải bố trí thôi chứ biết làm nào được. Đấy, nếu mà thằng ý mà đủ rồi thì bao giờ làm để em báo luôn. Ok, được anh nhé. Được rồi. À. Công việc tí. Đấy. Con bò này trước quay vẫn còn đang ở đây. Hàng chợ thôi, tất nhiên là hàng chợ thôi. Ổi mini. Mini. Đấy. Đây là sơn liễu ôm đá. Sơn liễu ôm đá. Mai chiếu thủy đây. Tí nữa vào hỏi thể. Đây này. Quất này. Quất thế các loại, quất chung chiếc. Này thì giá nó bây giờ nó cũng tầm vài triệu một cái chậu này. Và vài triệu. Đấy, tầm dao động từ 4-5 triệu. Đấy. Bưởi này, nó mới lên mà, chắc còn giữ giá lắm. Bưởi, quất loại nhỏ. Bưởi cao, bưởi cao chung loại này.
này thì để quan tâm sau, hôm nào nó nhiều nhiều thứ được quay. Sạch sẽ rồi, hết việc rồi. Dọn xong là về hay là vẫn ngồi tiếp anh? Đấy, Du này, kỷ niệm ông nào? Kỷ niệm ông nào? Tối rồi, tối nhanh lắm. Mai chú Thủy kia là bao nhiêu tiền đấy anh? 3 triệu. Ôi này, này nó dây thép nó ăn vào tận trong này, sợ thật. Cái cảnh này. Đấy, sạch sẽ, rất to. Làm đôi chơi tết. Nhất Du nhì dối. Đi kìa, lan cho mày. Đấy, các quầy nó là hội chợ. Hoa nhiều lắm, tết nhất nhiều hoa. Các loại hoa. Phát tài, phát lộc. Mấy hôm nữa còn nhiều nữa các bạn. Năm nay thì tết có vẻ nó trầm lắng hơn. Chứ mọi năm nó cũng đông đúc sớm ấy. Đông đúc sớm, nhất là đào quất với hai cái mạng này này. Hai cái bên đường Cố Hữu này. Chợ Vạn Phúc của nó ở chỗ, bác nào chưa biết, nó ở chỗ đoạn ngã tư Cố Hữu Vạn Phúc ấy. Thì dọc hai bên đường vỉa hè rất là rộng, bày bán thoải mái. Thì nhiều bác chả biết Vạn Phúc ở đâu, chợ Vạn Phúc ở chỗ nào. Đấy. Mưa gió quá. Đấy. Rồi, để lại hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau nhé.